Ngày 18 tháng 9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Công Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, cho biết do hai ngày nay mưa liên tục nên ở khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương bị ngập cục bộ do nước thoát không kịp. Có chỗ nước ngập xâm sấp mé sân, có chỗ ngập sâu trong nhà. Người dân không thể chạy xe, đi lại. Còn trên một số tuyến đường có chỗ người dân đi bộ bị ngập ngang bụng. Do việc đi lại di chuyển đồ đạc khó khăn nên chính quyền đã huy động công an, lực lượng an ninh trật tự cơ sở mặc áo phao vào nhà từng người dân để hỗ trợ đi lại, di rời vật dụng tránh ngập, hư hỏng. Theo một số người dân địa phương cho biết khu vực cây thông ngoài, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương bị ngập nặng cục bộ do ảnh hưởng bởi lượng nước từ con suối Đá Ngọn và suối Đá Bàn đổ xuống do mưa. Một số người dân địa phương hiện đã được hỗ trợ đến chỗ an toàn. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin mưa làm ngập cục bộ ở khu vực 67 ha, một số tuyến đường cách mạng tháng 8, Nguyễn Trung Trực. Riêng khu vực ấp Bến Tràm ngập khoảng 1 mét nước.